Hello, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, cũng là dẫn tôi sẽ giới thiệu một cách luyện tập thể thao trong phòng, đó là chơi môn cầu lông. Đây, đây còn cái giọt, cái cầu thì quấn cái cổ 10 cái một tường cái vòng anh. Đây là cũng rất là khó. Ok, có các bạn lấy cái chỗ đi con này. Chào tạm biệt các bạn, lại video tiếp theo.